Hai. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùi Giò. Mình biết tàu lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Và Đại Lâm chuyện bên này. Đây là tiếp tục kèo ba đầu giò sân 12m sang Phan Rang, KK và Đức Thị Thiện. Còn bên kia là Ma Châu và Trường 10m3. Ma Châu kéo bàn, còn Trường là cái kết. Bên bàn và kết phát hết nha các bạn. 1-0. Một đều. Có thể nói là đây là sân của Quỳnh Đức, Đức Quỳnh, gọi là Đức Gồm. Trước đây là bầu của Linh Nhỏ nha các bạn. Lưới này nói chung là hơi thấp hơn so với các lưới về mặt bằng chung nha. Lưới này hơi thấp hơn nha. Một đều, môi môi. Bên hai phát hết, bên hai phát hết nha. Một pha có thể nói hãm bóng quá hay gì rồi cho KK. 2-1. Một pha hãm bóng quá tuyệt vời cho KK. 22:30 rồi các bạn ơi. Nhưng khán giả thật sự còn rất khủng khiếp, rất khủng khiếp. 22:30 rồi. Bóng tốt. Và bóng ăn đẹp trực tiếp của Ma Châu. Hai đều. BB. Ai chơi? Hai đều, hai đều. Giao kèo và giao kèo nha các bạn. Sang Phan Rang nói là bên 10m3 đứng cho 10m3 phát nha. 10m3. Đây là áo sọc quần đen. Áo sọc quần đen là Đức Quỳnh của Đức là chủ sân này. Phải giao kèo và cáp kèo. Thế là phải giao kèo và cáp kèo. Cái nào cũng vậy. Đây. Đang qua để xác nhận đứng phát như thế nào nha các bạn. Các bạn cũng biết đó, cáp kèo và giao kèo rất khó khăn nha các bạn, không thay đồ được. Đúng rồi sáng, đúng rồi. Đúng rồi, không lẽ anh ta đứng vô liêm thôi phải. 10m3, ta đang làm tắc ở thành 11m mẹ rồi. Các bạn thấy không? Các bạn thấy như thế nào? Sân cầu tre thì đứng trong sân. Sân gò sòi thì đứng. Bây giờ mình sân sổ không đeo được. Mà bây giờ ta 10m3 ưng quá nhiều hơn. Giao kèo và cáp kèo nha các bạn. Tất cả các sân đều có lực lại chơi riêng nha. Bên kia là sân 10m3 thì đứng ở tầm khoảng hơn 5 tấc thôi rồi. Không có ra xa 12m nha. Một pha trả đòn gì rồi cho Trường Trà Vinh 3-2. Các bạn thấy không? Tất cả các sân đều do cáp kèo giao kèo nha các bạn. 3-2 baby. Vô sang. Quá hay cho cái chân của Sang Phan Rang. Lại là một pha. Lại là một pha trả đòn rồi của Trường Trà Vinh. Lại là xử nhau nha các bạn. Dấu nha, tính dấu nha. Quan trọng là tính dấu thôi nha. Đây tính dấu. Còn quan trọng giật dây không giật dây là không sao. Dấu tròn là ngoài, dấu méo là trong nha. Coi dở dây lên kìa.
cái gì hay sao? Dấu nha các bạn, tính dấu và tính dấu nha các bạn. Công bằng hợp lại thôi, dấu tròn là ngoài, dấu méo là trong. Rồi bóng tốt, Châu Sitin, Phương Sitin, Tây Ninh có Châu Sitin và Phương Sitin. Châu Sitin thì cái kỳ đẳng cấp, còn Phương Sitin thì cái kỳ China. Đây là Phương Sitin và Châu Sitin. Mấy à Mai Châu? 4-2. Lại là Đức Từ Thiện truyền hỏng pha bóng vừa rồi. Rồi, hiện tại bây giờ đổi sang Phan Rang công lưới rồi và KK phòng thủ. Do anh. Lại là pha phá bóng ăn điểm trực tiếp lần thứ hai cho Ma Châu. Theo Đại Lâm nhận định thì mười mấy trái phát liên tiếp phải có 3-4 trái ăn điểm trực tiếp. Đấy là rất khó chịu. Mới 2 trái à? Mới có 2 trái thôi. Lại là ăn điểm trực tiếp nữa rồi. Cáp kèo và cáp kèo nha các bạn. Kèo thì cho bên hai phát hết nha. Lại là sang Phan Rang. Nảy một quả ngực. Không thể nào, không thể nào phá giáp được rồi. 9-2. Có thể nói cái két và bàn quá khó chịu. 10m3. Mười hai. 12. Quá khó. Một pha giò gà cho trường Trà Vinh. 11-2. 11-2. Chưa thành lại anh ánh sao bằng bây giờ nó bắt bài hết rồi anh em. 3-11. Phép màu nào cho bộ ba này đây. Theo Đại Lâm nhận định thì đã tác dụng hiệu quả rồi. Phát bóng mà đi trực tiếp 3 bóng quả là chuyện bình thường. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng cái bàn của Ma Châu và trường Trà Vinh vào bờ. 12-3. Ok, Tấn Ngang. Tấn Ngang cũng đang like và like. Tấn Ngang cũng đang like và like. Ra đảo xa.
Rồi kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Các bạn nhớ hãy nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào chào.